đấy, đi chợ mà giờ mới tạnh mưa đây. Bây giờ là thế nào, là 10 rưỡi đấy mà mới tạnh mưa đây, thì bây giờ tranh thủ chạy ra tí đấy. Cục tiền là trực này, cục này hợp với anh Khánh này. Mấy em thì xin phép bỏ qua này, chưa chưa. Đang kia kìa. Bây giờ cũng mấy bày bán thôi, vừa nãy mưa to lắm. Vừa sáng mưa to. To ghê. Rất nhiều cây mini ở đằng kia. Xem cái này đấy. Con Bách Diệp này hay nhỉ? Chắc phần đấy. Ba tiền chứ? 2 triệu. Bán ra thì 2 triệu. Đúng 2 triệu. Nè bé Bách Diệp. Đấy. Nào ôm đi. Đắt quá. Thôi đừng nói đắt cái, đắt là sắt tân biến. Đừng đắt. Vào các cái hình ấy kia nào cũng thế thôi. Có cây như thế này á. Đắt mua mới sướng. Chơi các cái đồ này rồi. Đắt là biết là cây đẹp. Đấy đó. Cái này là cây mai này. Hay là cái sam hương này. Sam hương này. Chơi quanh diệp thì hay đấy. Có cây kim chợ à? Vâng. Có cây kim chợ. Hay mưa thế không đi? Cái tạnh nó mới ra chứ. Hôm nay không phải đi làm ấy. Tạnh mưa, mưa làm gì chứ. Đấy, đẹp quá. Cần biết rất là... Đấy, vừa mới... Cũng vừa mới bày đấy chứ đúng không ạ? Chứ vừa nó sáng thì mưa chắc không ra được nhỉ. Mưa có bày được đâu. Đẹp đấy. Một tay bê nhẹ. Nay có vẻ nhiều cây bé đẹp. Đấy, thân có tí lúa bóng bóng. Còn đôi giống nhau hết đấy. Đấy, có con lửa vào. Đấy, có cái mai là to này. Đấy. Cao bằng 3 cái bật lửa. Cao bằng 3 cái bật lửa. Cũng chuẩn bó sai đấy. Lá cái đẹp thật. Thời thích cần tủng nhiều. Bát tính biết thì biết cả cái này sam hương tỏi. Đấy, cây đẹp nhất chợ rồi, bé bé. Dưới này. Ngọc Anh. Xem nào, những cái gì đây? Rành rành này, có cái hoa rụng này. Ra. Có, tranh thủ tí. Rồi. Rành rành nè. Rành rành đấy. Và nhiều hoa nhỉ. Đấy, toàn hoa này. Đấy, đấy toàn hoa này. Hoa rất nhiều. Đấy, nhiều hoa nhỉ. Cái này của bác à? Giá thị trường là bao nhiêu đó? Trước nay là có hoa mà trước nay là không có hoa nhỉ? 800. Cái này nó non, cái này nó già này. Đi mùi cắt. Và mùi cắt. Nên biết là về nó này là to. Hai lá. Ra. Thì nó non ấy thì nó lá to. Này nó cắt nhiều lần rồi. Là... Kiểu thế.
nhiều chuối, chuối dòng chuối nhiều hoa rồi. Chú thủy thì đang nở hoa rồi. Đấy, cái này chỉ mấy trăm một cây thôi, mấy trăm một cây thôi. Chuối thì chắc là bao nhiêu. Dòng chuối siêu hoa. Đấy. Mua hai gốc vườn đẹp quá. Đẹp không? Đẹp thì mua, đẹp thì xuống tiền. Đấy. Lộc lá đấy. Dù làm cây có lộc. Đây. Làm tí hoa nữa của rất là hay. Với hoa. Tiết xúc nữa tiền này. Còn non mà. Cái này đẹp thế, múc đi, có tiền múc ngay. Cây đẹp mà. Cây này này. Cây của bác nhìn đẹp mà, không chê cây gì được. Đấy. Có cái là cái giá thôi, còn chê làm sao được, mình bao giờ làm cái cây đẹp này. Cháu làm lâu lắm. Thiên nhiên thu nhỏ. Tuyệt vời. Khai thác từ trên núi xuống. Dưới ấy. Đẹp. Quá đẹp luôn. Cái này lá rất thích. Đúng rồi đi. Đấy. Tao độ là 20 phân đấy nhỉ. Hơn 20 phân. 23 phân. Đẹp quá. Hôm nay ở nhà chắc thơm lắm nhỉ, toàn hoa mai thơm nhỉ. Này mấy triệu cây chú? Này này, triệu cây. Triệu cây. Mưa này bán mát cây lắm. Cây phát triển nhanh. Mùa này được cắt cây. Mày từ sáng đến giờ mày đông đông ở đây mày chưa về được à? Chưa, em chưa. Sang bên này tí. Kinh nhé. Còn này kinh nhé. Đấy, là một góc. Ở phía đường Cố Hữu đi vào. Cái này đẹp đấy ông nhỉ? Giờ cái nó đắng lạc lên chấm hết. Cái này để ở đâu rồi? Chấm hết à? Lộc Vương ấy. Lộc Vương đấy. Nó già mít nồi. Để đâu được chứ? Chấm hết luôn. Để giữa chứ còn để đâu? Cái đắng lạc nhớ, cái mấy mấy trong dưới tôi chứ. Hò này. Cục này bao nhiêu chú? Hả? Cục xanh này bao nhiêu? Đây là cục xanh gì á? Đấy. 17 à? Cái bao nhiêu? Nó giá đâu. Nó chỉ là chạy. Vâng là nó được mẹ thôi. Đây này. Đây là chắc. Mày vẫn cứ đi kiếm được rất nhiều chắc. Chắc với lại từ bi, cái từ bi. Từ bi. Nè. Xem cái hoa từ bi này coi. Từ bi. Cái từ bi này độc đáo đấy. Cái này là cái gì không? Yeah. Cái từ bi này độc đáo đấy nhỉ. Quá độc đáo. Bao tiền đấy? Bao tiền đấy? Hả? Cây này bao tiền? Cây 16 triệu. 16 triệu. Có hai cây thôi, trong nhà có cây đẹp lắm, trong kia. To hay là bé? Đẹp hơn ngày tí. Đẹp hơn à? Cây bao tiền? 15 triệu. Tí nữa vào xem. Đáo. Đâu cái nào nhỉ? Để cái nào. Tí cho vào. Bay vào cái gì nữa? Nốt ngoài này cái đấy. Từ bi đây. Từ bi niệm Phật đây.
rồi qua để lại sang mình cho cô bác ở Giang lên.